Bà con chuẩn bị dọn mâm ăn, bắt đầu nghe tiếng lũ ở trên núi về. Bà con chúng tôi còn chạy mà chạy sang bên kia thì cũng không được, chạy sang bên này cũng không được. Chạy đến đồi thì lồi nó sạt lở. Xuống dưới chỗ đồng bằng thì nó lại toàn là nước lũ thôi. Chỉ biết kêu khóc. Con cũng ván đói, con đói quá mà ở thì vì làm như một nghề người mẹ thì chứ chẳng biết làm cái gì nữa. Chứ nước lên xấu quá mà sống với gió quá chứ biết làm cái gì được. Quấn đi hết, con trẻ mất tích cũng thấy thế nào. Em không cứu được em đâu, em quấn đi cũng không thấy rồi mà. Chỉ với những cái người thân của mình thôi, hoảng lắm. Không còn một cái gì luôn, chỉ còn hai bàn tay trắng. Khi là mất cụ thái được bằng cái bò ghế chứ cũng đi nổi. Thái được bằng một lúc, nổi đó cơ. Không thể tạo thôi được. Hành trình sát cánh cùng gia đình Việt hơn 9 năm qua, với hơn 130 tỷ vận động được từ gần 100.000 lượt thính giả ủng hộ. Chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu mùa lũ cùng bà con. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, lũ ống rồi lũ quét. Từ miền Trung, vùng núi cao Tây Bắc hay Tây Nguyên rồi miền Duyên Hải. Chúng tôi vội vàng lên những chuyến xe, mang theo hàng chục tấn hàng hóa, gần 20 tỷ đồng. Cùng bao nhiêu tấm lòng đầy hào hiệp và nghĩa tình. Càng đi, càng thấy mênh mông những mảnh đời khốn khó, những giọt nước mắt, những cái siết tay, những nụ cười trẻ thơ là những động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục đi và đi, tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Cảm ơn những tấm lòng tử tế đã đồng hành cùng chúng tôi trong chặng hành trình đã qua, hôm nay và cả những ngày sắp đến. Nắng cho nhau nắng mai, đùm bọc nhau khi nắng chiếu vai.